ở đây chỉ có hai cái bát và một cái chậu, một cái nồi bé bé thôi. Chai nước ấy thì đã hết, đây còn có 2-3 chai các bạn. Cái bếp này đã từ rất là lâu rồi, em tiến lại đây, từ lâu rồi không thấy chất bếp là cây giới ở đây rồi, thì tất cả ở đây là cũng đã có cái dấu hiệu của con mọt nó cắn, cái mọt rơi xuống lá cây này, tất cả mọi thứ đây là cũng đã bị bụi bặm bám rồi. Đống lửa thì lâu không được chất rồi, nhìn nó rất là lạnh lẽo. Lời đầu tiên thì cho phép Vương xin chào tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với lại Vương. Vương xin cảm ơn mọi người theo dõi trên kênh của Vương cũng như là khán giả của anh Nam Hoàng Nam Challenge Me. Cái video vừa rồi thì anh Nam cùng Vương đã lên trên này, thì Vương dẫn anh Nam lên ấy, thì nhận được rất là nhiều cái lời bình luận của tất cả mọi người quay trở lại thăm ông cụ sống biệt lập ở trên núi 20 năm. Mọi người cũng tham gia với Vương lên trên đấy để xem cuộc sống của ông cụ như thế nào, chia sẻ với tất cả mọi người, cũng như là mua một số những cái đồ tất yếu lên tiếp tế cho ông. Nhưng mà ngày hôm nay thì Vương cũng có đi cùng một số anh em, nhưng mà anh em mà đi đến chân dốc thì thấy dốc quá, xa quá, với lại đường trơn quá, mọi người quay về hết rồi, chỉ còn mỗi Vương với lại em đang quay phim thôi. Thì cái trời mà tháng 6, tháng 7 này ở trên miền Bắc thì mọi người biết rồi đấy, mưa rất là nhiều. Hiện tại bây giờ đường đang rất là trơn, nhưng mà Vương với lại em Thắng này là phải quyết định phải lên trên này thăm được ông. Thì tại sao là hôm nay là Vương không mang những cái đồ tiếp tế lên cho ông? Thì chỉ có hai anh em đi thì phải nói thật với quý vị là không thể nào mà vác một yến gạo và mắm muối lên trên đấy được. Thì Vương lên trên này chỉ có một cái mong muốn là ghi lại được những cái hình ảnh của ông, chia sẻ với tất cả mọi người. Thứ hai là động viên ông để xuống như này chơi với con cháu ăn một hai bữa cơm. Rồi là Vương muốn đưa ông đi chợ này, muốn đưa ông đi thăm anh em của nhà ông ấy, xem ông còn nhớ anh em của nhà ông là ai không, ở những đâu sau những cái tháng ngày mà trên dưới 20 năm ở biệt lập trên núi ấy, quý vị không biết là ông còn nhớ hay không. Thì hôm nay Vương đi lên trên này thì cũng không biết được rằng là ông có ở trên đấy hay không ấy. Ông có ở trên đấy hay không, chỉ sợ một là ông đi săn bắt ở đâu, hai là ông nghe thấy tiếng động thì ông đi trốn, bởi vì là cái tư tưởng của ông bị hoang tưởng, lúc nào ông là khủng bố ấy. Sợ ông đi trốn thì hai anh em Vương lại không gặp được thì cũng rất là buồn. Thì qua cái video này thì cũng rất là mong tất cả mọi người quan tâm và ủng hộ cho kênh để Vương có thể làm được những cái việc thiết thực, ý nghĩa với cái hoàn cảnh và một số những cái trường hợp nó rất là đặc biệt, cũng như là cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm, có sự tham gia đóng góp ý kiến đối với Vương, với ông cụ ở trên núi. Thì ngay bây giờ xin mời tất cả cô dì chú bác và quý anh chị theo Vương nhé. Chỉ sợ là hôm nay lên không gặp được ông luôn mọi người ạ, nhưng mà hai anh em vẫn cứ hy vọng là sẽ gặp được ông. Và cụ thể như nào thì mời quý vị cùng Vương lên nha. Đến hiện tại bây giờ thì anh em đi được một phần ba cái chặng đường rồi. Đường rất là dốc và trơn, cách đây chỉ được tầm khoảng gần tháng thôi, cỏ đã dậy mọc tùm rồi các bạn ạ. Đây, hiện tại thì hai anh em mình đang ướt như con chuột rồi. Thôi cố đi một đoạn nữa. Đi lên đoạn trên này thì sẽ không nói được gì nhiều nữa, quý vị phải hai anh em phải rất là yên lặng. Hai anh em chỉ cần nói chuyện to, ông nghe thấy phát là ông chạy luôn. Ướt như con chuột. Đường rất là trơn. We'll be right back.
Ông ơi, ông Ngán ơi, ông Ngán ơi, không 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 thấy ông ở nhà, không thấy ông ở nhà, mọi người, mình phải lên cao để mà mình quan sát. Ông Ngán ơi, ông có ở nhà không? Ông ơi. Ông ơi. Mọi người ạ. Không thấy ông ở nhà. Và khi mà cái nhìn đầu tiên mà mình đặt chân lên đến đến đây ấy, mọi người, là hình như ông đã di chuyển đi một chỗ khác thì phải. Nếu không nhầm thì ông đã di chuyển đi một chỗ khác. Bởi vì là mình nhìn thấy là ở đây chỉ có hai cái bát và một cái chậu, à, một cái nồi bị bé thôi. Còn tất cả nồi niêu xoong chảo của ông cũng như là cái dụng cụ mà ông ăn uống thì không thấy đâu hết rồi. Đây là suy đoán của mình. Rất là thất vọng các bạn. Mình và Thắng lên đây rất là nhẹ nhàng, gần như là không để lại một tiếng động nào. Như đây cái video trước ấy mà mọi người xem, nồi niêu xoong chảo là chỗ ông sinh hoạt ở đây, và chai nước thì gần gần lại đây, đấy, ở đấy thôi, em ở định được. Chai nước ấy thì đã hết, đây còn có 2-3 chai. Nhưng mà cái điều mà mình dự đoán của mình ấy, là đây các bạn, cái bếp này đã từ rất là lâu rồi. Em tiến lại đây. Từ từ lâu rồi, không 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 thấy chất bếp. Đây cái cặp đây do giết bụi bặm bám ở đây, chứng tỏ một điều rằng là đã rất là lâu ông không ở đây. Nếu như theo suy đoán của mình thì từ cái hôm mà mình với anh Nam đi lên trên này để gạo và mắm muối tất cả ở đây, có khi là ông đi đâu về ông gặp được như thế là ông cảm thấy rất là ngạc nhiên, mà không hiểu lý do tại sao lại có gạo, có dầu rán, có mắm muối, mì chính, tất cả mọi thứ đầy đủ ở đây. Thì theo như cái suy luận của mình thì có khả năng là ông nghĩ rằng là, bởi vì trong đầu ông lúc nào cũng có nghĩ là khủng bố, mà nghĩ là kẻ xấu mang thức ăn đến đây để đầu độc ông, đầu độc của ông ấy. Thì quý vị, thì bếp đây rất là lâu không thấy chất bếp này, túi này vẫn còn nguyên này. Không biết là cái gì đây, chăn chiếu đây quý vị, điếu, rồi cái mấy cái bát này vẫn còn nguyên. Chỗ ông nằm đây, đây quý vị, các bạn này, thì thường thường là chỗ nằm ấy, nếu một cái dấu hiệu nhận biết mà người hôm qua vẫn còn nằm hay hôm kia mà vẫn còn nằm ấy, thì nó sẽ phải là cái này nó phải thẳng tắp chứ không để nhăn nheo mà có cái lá cây rơi hết vào đây rồi. Thắng quay sát sát vào em ơi, cái lá cây rơi hết vào đây rồi, và quần áo, nhưng mà quần áo của ông thì vẫn vẫn để đây, nhưng mà mình mạo muội một tí để mình dở mấy cái này ra xem là liệu những cái đồ hôm nọ mang lên tiếp tế cho ông ấy, liệu là ông có dùng hay không, hay ông vứt đi, hay là ông vẫn còn để đây. Đây đây, không có một cái gì nữa các bạn, còn cái mũ này này, đấy, quần áo này thôi. Thì không không thấy ở đây, không có cái gì đây mà nhớt nhớt thế này nhỉ? Đây có mấy cái chén thôi. Gạo, tất cả mắm muối, rồi những cái dụng cụ video trước mà mình ghi hình lại mà các bạn thấy thì vẫn còn đầy đủ, thì đấy là chứng tỏ là ông vẫn đây. Còn hôm nay là hai anh em mình đi rất là nhẹ nhàng vì là sợ gây ra cái tiếng động mạnh thì ông sợ ông sẽ bỏ trốn, nhưng mà mình tin chắc rằng
Hai anh em mình ở trên cái quãng đường 100 mét đổ lại gần cái lán của ông đây, là hai anh em mình đi rất là chậm, chắc chắn sẽ không để lại một cái tiếng động gì cả. Nhưng mà lên đây nhìn xung quanh tất cả mọi thứ ở đây đấy các bạn, thì tất cả ở đây là cũng đã có cái dấu hiệu của con mọt nó cắn, cái mọt rơi xuống này, lá cây này, tất cả mọi thứ ở đây này là cũng đã bị bụi bặm bám rồi. Đống lửa thì lâu không được chất rồi, nhìn nó rất là lạnh lạnh lẽo, nhìn cái căn nhà của ông rất là lạnh lẽo luôn. Chứng tỏ một điều rằng mình khẳng định rằng là chỉ sau cái hôm mà bọn mình lên đây tiếp tế, chắc chắn là sau đấy 1 2 ngày là ông đã bỏ đi, di chuyển đi chỗ khác các bạn, hoặc là ngay trong ngày hôm đấy ông về ông gặp. Bởi vì là bình thường thì nếu mà như ai cũng vậy thôi, tự nhiên mà mình về nhà mà mình thấy có gạo, có tất cả mọi thứ, những cái đồ tất yếu ấy ở trong nhà thì cũng cảm thấy là có một cái gì thế nó rất là khác lạ. Em ra đứng ở đây Thắng đấy. Đây các bạn, em lùi xuống cái kia một tí nữa. Đây em quay bao quát cho tất cả mọi người nhìn thấy này. Nhìn lá cây bám rất là nhiều so với lại lần trước. Lần trước lên trên này thì nó cũng chỉ cách đây tầm khoảng 15 đến 17 ngày thôi các bạn. Cái lần mà mình cùng anh Nam lên ấy. Nhưng mà lần này lên đây là nhìn thấy cái những cái hiện tại của cái lán của ông ấy, nhìn nó rất là lạnh lẽo, gần như là một khoảng thời gian ngắn gần đây là ông đã không ở đây rồi. Không biết là ông đã di chuyển ra đâu. Thực sự hôm nay cũng rất là thất vọng, rất là mong là lên gặp được ông nhưng mà lại không gặp được ông quý vị. Ở đây thì chỉ còn lần trước lên ấy. Thắng ơi tiến lại đây. Lần trước lên thì cái cây ớt này này quý vị này, nó mới có chỉ có ra hoa và có những cái quả bé bé thôi, nhưng mà lần này ấy, cái quả nó đã to to như này đấy. Mà nhìn những cái cuống của nó là chưa được vặt một lần nào. Đây là những cái dấu hiệu cho rằng là ông đã di chuyển đi một nơi khác. Thì mình cũng cứ nghĩ rằng là hôm nay trời mưa, chắc chắn là ông cũng sẽ không đi lấy rau hay là đi săn bắt được cái gì đâu, chỉ ở ở ở, ở cái lều, túp lều của mình thôi. Đôi giày thì vẫn còn nguyên ở đây. Ở đây có một cái hang rất là sâu này. Thắng ơi tiến lại đây em. Có khi nào là ông ở dưới này không? Chắc là không không ở dưới này đâu. Không ở dưới này đâu. Bởi vì là ông là người ở trên rừng ấy. Đây là cái địa phận của ông thì chắc chắn là đường đi đâu, đi những đâu và như thế nào thì ông biết rất là rõ. Thì mình không thể nào mà đi đi tìm được các bạn. Đây cái đôi giày này. Đôi giày này chắc là cũng cũng từ rất là lâu ông chỉ gọi là để đây thôi. Ở đây có cái bao này. Có lẽ là ông đã đi, và cái đèn pin. Đây cái đèn pin đây, Thắng quay lại sát đi. Đây những cái chai nước này. Đây cái hôm mà lên ấy các bạn thì vẫn còn 5 7 chai nước ở đây. Nhưng mà bây giờ chỉ còn 2 chai thôi, còn những cái chai kia đã sử dụng rồi. Thế thì chứng tỏ một điều rằng là khi mà ông về nhà ấy mà ông thấy được những cái đồ thiết yếu hàng ngày ấy, mà mang lên tiếp tế cho ông ấy, thì ông vẫn cứ ở lại đây chắc khoảng 1 2 ngày thì ông mới mới đi. Bởi vì là cái lúc đấy thì chai nước vẫn còn 5 7 chai mà.
chắc chắn là ông phải sử dụng hết khoảng 4 đến 5 chai rồi. Thì ông ấy đi, cái vỏ chai thì vẫn để bên này, trắng đây này. Đấy, vỏ chai vẫn để đây, vẫn còn nguyên. Thì nếu mà như ông ấy mà nếu như ông ấy, đây em quay vào trong kia. Nếu như ông mà đi ngay thì ông không thể nào mà khuân hết được tất cả. Riêng cái bao gạo đã làm một yến rồi, tất cả mắm muối nữa, mấy chai nước này, hay là ông làm nhiều lần. Và cũng có thể là ở ở quanh đâu đây thôi. Đấy, quý vị thấy không? Ông trong cái trí tưởng tượng của ông ấy. Đây Thắng, em đi ra đây, em đứng đây. Trong cái trí tưởng tượng của ông ấy thì ông bị hoang tưởng các bạn ạ. Thì không phải là lúc nào ông cũng bị hoang tưởng mà sợ đâu. Chỉ là nó như kiểu là cái bệnh thần kinh ấy các bạn, lâu lâu nó mới bị tái phát ấy. Đấy thì lâu lâu ông mà tái phát thì ông mới cảm thấy là sợ sệt. Đấy, sợ khủng bố ở trong cái đầu ông, lúc nào ông cũng nghĩ thế mà. Đây là cũng đúng theo những cái gì mà mình suy luận và đoán trước ở nhà khi lên đây, là ông gặp những cái đồ tiếp tế này, ông sẽ cảm thấy bất ngờ và ông sẽ có một cái suy nghĩ là sợ sệt, không biết ai đang mang cái đồ ăn đến để hạ độc mình. Và ông, sự thật là ông đã di chuyển đi một chỗ khác. Đây chỗ nằm ngủ của ông ở đây. Tất cả mọi thứ quần áo này này thì vẫn vẫn còn nguyên. Mọi người ạ, cả cái mũ này vẫn còn nguyên. Đấy, chỗ ngủ thì cái lá cây này nó đã bị rơi vào rất là nhiều rồi. Cái bếp thì rất là lạnh lẽo rồi. Chỉ có mỗi là nồi niêu xoong chảo, bát đũa với lại gạo riếc, dao riếc là ông đã mang đi. Ông đã di chuyển đến một chỗ khác. Chỉ sau 15 đến 17 ngày thôi, mình nghĩ là cái quãng đấy thôi, ông đã di chuyển đi một cái chỗ khác. Thực sự hôm nay là hai anh em là mang một cái mong muốn đi lên trên này để làm sao là động viên được ông xuống cái kia, như cái lúc đầu mình nói là muốn là đưa ông đi đây đi kia một chút, đi thăm hỏi anh em, rồi ông có nhớ anh em nhà mình ở đâu và là những ai không, để mang một cái ý nghĩa cho ông cũng như là bản thân của mình. Nhưng mà thực sự là hôm nay đi lên trên này thì cũng cũng hơi thất vọng quý vị. Có lẽ đây đây nó cũng là một cái bản năng sinh tồn của ông và những cái nhận biết của ông, những cái gì mà ông nhìn thấy sau những cái ngày vừa rồi và bọn mình lên ấy, thì ông đã di chuyển đi chỗ khác rồi. Bây giờ thì có lẽ là chỉ đợi khi nào mà ông hết lương thực thì ông xuống dưới thôn tới bản để ông ui mũi nhiều đấy, để ông đổi lương thực ấy, thì cái lúc đấy thì có khi là mình mới có cơ hội để gặp lại ông và nói chuyện với ông và động viên ông các bạn. Này rất là thất vọng thật, đi một đoạn đường rất là xa, hai anh em rất là mệt và hai anh em ướt như con chuột rồi các bạn. Thì ở đây có một cái con đường ở đây này, nếu như mà ông ấy mà còn hay đi lại ở đây ấy các bạn, thì cái đường này nó sẽ có một cái dấu hiệu là nhẵn. Đấy, cái hôm mà anh em bọn mình lên thì có một cái thủng ông để đây và mấy cái củ mài mà ông để trong lều ấy, nhưng mà hôm nay đã không thấy đâu, chứng tỏ một điều là ông đã đi rồi các bạn, ông đã di chuyển đi một chỗ khác rồi. Ông ơi, ông Ngán ơi, ông có đây không? Bọn con lên thăm ông mà. Ông ơi, ở trên này nó là cái đỉnh núi các bạn, nó rất là âm u mà sương mù nó vẫn cứ đang răng hết ở trên cái đỉnh núi này này. Phía xa quý vị có thể, các bạn có thể nhìn thấy này. Đấy,
Thắng ơi, tiến lại đây em. Tiến lại đây. Ông ơi. Thì ở đây có hai cái con đường các bạn. Một cái con đường này thì cũng vẫn là cái con đường mà đi đi xuống dưới chỗ 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 cái làng của anh em người Tày dưới kia. Còn cái đường này thì lại đi lên một cái xã khác mà mới chính là cái xã mà ông đang đang cư trú trước đây. Thì lúc nãy mình có ở dưới kia mình có nghe được đấy rằng là có một anh là đi lên trên xã nơi mà ông được sinh ra và lớn lên trên kia ấy, là anh ấy bảo là anh ấy lên đấy có việc và anh ấy đi xe trên đường thì gặp ông đang đi trên đường. Có thể là ông đã di chuyển lên lên trên kia rồi quý vị. Hoặc là ông đi thăm anh em nhà ông sau những cái ngày dài mà ông ở trên này, và cũng có khả năng là ông đã đi thám thính một cái chỗ khác, một cái nơi ở khác. Có lẽ là vậy. Thì Vương cũng không không dám đi tìm đâu. Bởi vì là đường nó trơn với lại dốc, với cái thứ hai nữa là cũng cũng hơi nguy hiểm một tí. À, cái nguy hiểm ở đây mà Vương muốn nói là cái sự tự vệ của ông ấy với lại cái đầu óc của ông không không được, nhiều lúc không được tỉnh táo ấy. Có thể là mình lên thì ông sẽ gây nguy hiểm cho bản thân mình, thì không phải là ông cố ý mà đấy là những cái mà ông đang đang tưởng tượng về kẻ xấu đang muốn tìm mình và ông tự vệ đấy, thì mình không dám đi tìm đâu các bạn. Thực sự là hôm nay không lên, hôm nay nếu như nếu như cái lúc đầu ấy mà mình mà mang lương thực lên đây để tiếp tế cho ông ấy, thì liệu rằng là để ở đây thì ông có quay lại đây cái chỗ ở cũ của ông để mà thấy những cái đồ tiếp tế của mình hay không, hay là sau một thời gian thì cái đồ tiếp tế đấy nó cũng sẽ bị hỏng. Cũng cũng là một cái may là mình cũng chưa chưa mang đồ lên, bởi vì là mục đích chính hôm nay là lên để động viên ông là đi xuống cái kia mà. Hôm nọ thì không thấy có cái muôi này, hôm nay thấy có cái muôi này các bạn này. Cái muôi này thì nó cũng sắp bị gãy rồi, chắc là ông nhặt ở đâu về thôi, chứ cần là cái này thì không phải là đi mua đâu. Cái này chắc là ông đi nhặt ở đâu về thôi. Có khi là bây giờ ấy là hai anh em Vương là cũng xin chào tất cả mọi người, hai anh em Vương lại đi về thôi, bởi vì cái lúc lên trên này thì 12:30 mà bây giờ đi lên trên này mất khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng, bây giờ cũng khá là muộn muộn rồi, bây giờ hai anh em Vương phải đi xuống xuống núi rồi các bạn ạ. Thì rất là mong tất cả mọi người ủng hộ cho cái video này cũng như là tất cả các video khác tiếp sau nữa. Thì trong thời gian tới thì mình sẽ chờ ngóng ông xuống để mà đổi lương thực, thì mình sẽ tâm sự với ông và sẽ lên đây nói chuyện động viên ông để ông xuống với con cháu. Còn nếu như mà ông không xuống các bạn ạ, nếu như ông không xuống thì mình sẽ cùng một số anh em nữa lên trên này, theo như một số cái bình luận của các bạn đã nói, mình sẽ sửa sang lại cái lều cho ông, hãy làm một cái lều nó hoàn chỉnh cho ông. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì không biết là ông đang 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 ở đâu rồi, thì bây giờ thì phải gặp được ông đã thì những cái đấy thì mới tính và làm được các bạn. Còn bây giờ xin chào tất cả các bạn nhé, rất là mong tất cả các bạn là ủng hộ cho Vương nhé.